Phật là thầy chỉ đạo bậc tình thức vẹn toàn, tương tột đoan trang tri và bi viên mạng. Chi tâm đảnh lễ tận hư không biên pháp giới hoa hiền vị lai thầm phương chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tam bảo. Chỉ tâm đảnh lễ trung thiên giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đương lai hà sanh Di Lặc tôn Phật, đại trí văn thù sư Lợi Bồ Tát, đại hành phổ hiền Bồ Tát, hộ pháp chư tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồn Tát. Chỉ tâm đảnh lễ Đông Phương Giáo Chủ Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Cần Lạng Thế Giới A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Lực Đại Thế Chi Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Kính mời đại chúng mở kinh Kim Quang Minh bản online trang số 17, nghi thức khai kinh trì tụng. Quý vị nào có quyển kinh thì mở trang 15, vị nào mở bản kinh này online xin mở trang 17. Ạng làm mạng làm mạng làm chân
thần đà đàng ma tha và ba ba thần đồ ham mang tha và ba ba thần đà tha và đàng ma và thần đồ ham chân ngôn vô cũng dường ngang ngang nặng tam bà và viện nhẫn ra hồng bà và viện nhẫn ra hồng ngang ngang nặng tam bà và viện nhẫn ra hồng Phật pháp rồng sâu rất nhiệm màu trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu nay con nghe thấy chuyên trì tùng nguyện tỏ như lai nghĩa nhiệm màu nam mô bổn sư thích ni phật xin đại chúng mở kinh Kim Quang Minh trang 475. Quý vị nào có bản kinh đó, trang 475. Riêng quý vị online xin mở trang 477. Bản online là trang 477. Phẩm Tán Phật thứ 23. Kinh Kim Quang Minh Hiền Bồ Nguyện thứ tám phẩm Tán Phật thứ 23 bây giờ không lường vạn ức Bồ Tát từ càn thế giới đến cõi nước của Kim Bảo Cái Sơn Vương Như Lai đây đến nơi gieo nằm vốc đành lê phận rồi lui đứng một bên chấm tay hướng về phần cùng nhau đồng sướng bài kệ khen ngợi tấn của Như Lai sáng chiều rực rỡ như núi Kim Sơn như hoa sen vàng tướng đẹp không lường dùng từ trang nghiêm sáng rực thân mình trong sành tinh khiết như núi Kim Sơn tròn đủ không nhớ như trăng thanh tình dòng nói như tiếng phạm âm như sư tử rống tiếng sâm vang lớn âm thanh vi diệu sao mòn thanh tình ca lăng tầng già trong sạch không nhớ oai đức đầy đủ tiền tốt trăm phước trang nghiêm thân mình ánh sáng chiếu ra trí tuệ vắng lặng không bị ai nhiễm thế tôn thành tu công đức không lường cũng như biển lớn núi bão tu di khởi tâm thương xót đem đến an lạc ở đời vị lai Như Lai đã nói nghĩa sâu thứ nhất chúng sanh yên hồn vắng lặng hãy cho chúng sanh vui vẻ không lường nổi pháp vô thượng cam lồ nhiệm màu chỉ bay vô thường liền vào thân ca không bị nhiễm trần hãy khiến chúng sanh đều được giải thoát ra khỏi ba cõi biển khổ không lường không còn buồn lo thế tôn Như Lai công đức trí huệ lòng từ bi lớn tinh tấn phương tiện không lường không thể tính kể dụng con ngày nay chẳng phải nói anh
nghiệm tình không thể hết, không thể biết đường Phật có bao nhiêu trí tuệ công đức, chỉ môn dòng nhỏ dài ai thường nói công đức như lai trăm ngàn ứng vân, không thể nổi một sông công đức con mà đường chưa nhóm điều cho tất cả chúng sanh chứng đạo vô thường. Bây giờ tin tướng Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, rình áo bay vai phải, quỳ gối phải, sáng đấng chấm tay hướng về Phật. Tường tôn nhiệm màu công đức nghìn muôn trang nghiêm thân mình, ánh sáng chiếu xa xem không nhàm chán, như ngàn tia sáng của Phật. Ánh sáng chiếu không không lường không ngàn vô số, như thế châu bao nhóm hợp chiếu xíu lông màu xanh vàng đỏ trắng lưu ly, như vàng rồng thiền ánh sáng chói lọi thông suốt các núi, chiếu xa khắp cả không lường coi phần. Không lường khổ nào lại cho chúng sanh an lạc, thường diệu các căn thanh tịnh nhiệm màu bần nhất chúng sanh. Mềm mại như lông không thược, cũng như ông chúa nhóm trong hoa sen công đức đại bi trang nghiêm thanh tịnh vô lượng tam muội. Không đừng như thế chúa nhóm đầy đủ tướng đẹp sành tốt, trang nghiêm thân mình càng mòn công đức giúp thành Bồ Đề Như Lai. Điều phụng chúng sanh khiến tâm nhu nhiên hưởng các việc vui, các môn công đức trang nghiêm nhiệm màu cũng được chư Phật khen ngợi. Quang minh của Phật chiếu soi xa rộng khắp cả mười phương, cũng như nhật nguyệt đầy khắp hư không thành tựu. Như núi Tu Di thì hiện ngắm nơi ở các thế giới, rang trăng bằng hàng hùng lưu ngông tuyết quai đức của Phật Như Vân. Xoài vòng bên màn ánh sáng hiện ra như ngông lưu ly, sắc đẹp nhịp màu cũng như mặt trời ở giữa không bây giờ. Đại thần lại nói ghê ghen ngợi, Nam Mô Thanh Tịnh Vô Thượng Chánh Giác Pháp, rất nhiệm màu tùy thuận gian tánh xa liền. Vượt trên tất cả thành bằng chánh giác, biết hữu phi hữu bồn thành văn lặng, hình có ích có công đức, hình có biển lớn Như Lai, hình có như núi Tu Di, hình có Phật vô biên hành, hình có Phật hiền. Nhất thời hiện ra hình có không lường đại bi Thích Ca Mâu Ni, là vầng mặt trời ở trong loài người muôn. Cho an chúng sanh nên phần rộng nói kinh điển bao này, lành thai Như Lai các căn văn lặng mà lại điền vào thiên tinh. Sanh không nhớ tam muội nhiệm màu, sống trong cảnh giới chư phần đang sống, tất cả thanh văn thân đều vắng lặng lường túc. Tất cả như thế không lường can pháp, còi ốc anh tướng ngôn điều vãng lặng, tất cả chúng sanh thanh tướng cùng không các tâm cuồng huề. Còn nay niệm Phật đường thay thế tôn liền phát đại thể, không lìa Phật nhật con thường ở đây quỳ gối chấp tay tâm con liên mồm. Còn đường tu hành đại bi ơn ơn đường mắt như mưa, muốn được thấy Phật con thường ngạc ương, muốn gặp được Phật bị lửa phiền muộn trong lòng thiêu đốt, cuối xin thế tôn thương xót giúp con ban cho được pháp từ bi
diệt trừ lửa dư. Tâm bi vô lượng giúp cho con thường được thấy phần đề tôn ủng hộ tất cả loài người. Trên hôm nay không mong gặp Phật, cũng như không như ánh lửa hồng như trăng trong nước tiên vang truyền hòa tâm tánh chúng sanh, khác nào nằm mộng việc làm sạch như lưu ly là pháp cam lồ ấy, giúp chúng sanh không lường việc vui việc làm như lái vi diệu. Chúng sanh không ai biết được ngũ thông thần tiên và các thánh văn, tất cả duyên giác cũng không thể biết. Làm của phần xin phần thương xót, vì con hiền thân bây giờ Thế Tôn từ bi mùi dày hùng thiện nhiệm mau lời lời. Lành thai thiên nữ thọ thần ngài, trong ngày nay ta nói việc này tất cả chúng sanh nghe pháp đây rồi đều được vô sanh pháp nhận kinh kim quang minh hiệp đồ nguyện thứ tám phẩm phó chúc thứ 24 luôn bây giờ đừng Thế Tôn bận điền rương phu các ông. Sẽ thành tu quả Bồ Đề. Rồi em pháp bổn này truyền bá mở mang, khiến cho chánh pháp được cụ trụ lúc bấy giờ. Trong chúng ngồi có 60 câu chi Bồ Tát, câu chi thiên nữ đồng nhau phát thanh nói rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin ủng hộ can pháp của Đức Như Lai trong A Tăng kỳ kiếp. Tu A Bồ Đề, sau khi Đức Như Lai diệt độ, chúng con sẽ ở đời sau mà rộng nói rao bài kinh điển nhiệm màu này. Dùng nghe nói rằng lời của Phật chân thần an trụ pháp chân thần, pháp chân thật cụ trụ chánh pháp được an trụ đại bi là đại từ pháp an trụ từ lưng trùm che khắp kinh này được trụ lâu phước tu làm dạp sắc. Đủ gan quan hòa ôm kinh này ở đời lâu hàng phục các ma la các luận cung tiêu diệt dứt trừ. Kinh này đường ở lô liên đế thiều ủng hộ hoàng thiên và tu la thiên long càng lạc bà đều ủng hộ kinh này địa chủ và vị thiên nữ như phân điều hộ trì hay thuyết các pháp lành được phàm mạnh tương ưng bốn đường được trang nghiêm dẹp trừ tứ ma la cùng nhau điều thành giảng văn sanh thành vi sắc không để phá hoại được chỗ chư phật an trụ lụng ngay tứ đại thiên phương đồng nhau nói kệ chúng con sẽ giữ gìn như thế và quyển thuộc của con cũng khéo hay thủ hộ. Nếu người trì kinh này đã kết duyên Bồ Đề, lúc bây giờ trời đế tính hướng về phân nói kệ con biết ơn chư Phật đạo sư đã ấn chứng kinh điển thù. Trình Phật nói ra còn đôi rước chư Phật bày tỏ lòng biết ơn thường ủng hộ kinh pháp và người trì kinh này chú thế giới ta bà là đại phàm. Vô lượng gan pháp định gan vừa cùng gai thó quan xuất từ kinh này chính Đức Phật nói ra con lìa vui cõi trời an trụ. Oh.
Ở đây Bánh Thế Tôn, con sẽ bỏ vương bao cõi trời, ở trong châu Diêm Phù rộng nói kinh pháp này luôn bấy giờ thương chù. Phật nói kệ Ma La được thanh tịnh chẳng đeo nghiệp Ma La, nếu ai trì kinh này tu Đà La chính nghĩa, chúng con đôi kinh này giữ gìn đúng. Tịnh thần tiếng bay rộng kinh này khi ấy Bà La Ba Tỳ Ma đồng hướng về phần nói kệ đối với chúng sanh chẳng làm việc trước ngài. Phiền não điều tiêu diệt Ma La chẳng để ai, khi nói kinh pháp này chư Phật thường ủng hộ, cũng sẽ ủng hộ thiên đức thiên từ. Như chư Phật Bồ Đề đã thuyết kinh đây rồi, như người trì kinh này được cúng dường chư Phật con ủng hộ kinh này. Dạo ở chư Bồ Đề được nghe nên cung kinh luôn bây giờ, từ thị Bồ Tát hướng về Phật nói kệ chẳng thỉnh các bằng hữu như. Do giữ gìn kinh này hay xa bỏ, từ thân con đến cõi đầu xuất đều là la như thế, do Phật hộ trì vậy con nay truyền. Ma Ca Diếp Ba được về Phật nói kệ chúng con trí kém vì nội thanh văn thừa, tùy theo năng lực mình theo giáo pháp thọ trì, con sẽ ủng hộ cho khiến họ được biến tài khéo nói lời chân thật. Tôn giả A Nan Đà hướng về Phật nói kệ các kinh nhiều, Phật giải các kinh điển như đây trước con chưa từng nghe, may mắn được kinh này hôm nay xin lãnh dự, con phát nguyện rộng lớn mong cầu hòa. Đừng vẫn nói kinh này đại thọ thần Bồ Đề là thiên tịch thiên nữ và đại biện thiên nữ, các thiên nữ như công đức thiên nữ, Đệ Linh Phạm Thiên trong đó Tỳ Sa Môn đứng đầu, Tứ Thiên Vương và các chúng đại thiên càng thác bà Tu La cùng tất cả. Tại điều rất vui mừng tất cả đồng hướng về vẫn luôn bây giờ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ nơi tam muội dày hiện đại thần lực, Xoa Lãnh Ư Đại Bồ Tát và chư thiện Long Vương, 28 Bồ Tát chi quý thần đại tướng quân nói rằng đã từng ở trong hằng ngà sa kiếp tu tập kinh Kim Quang Minh, vì diệu này các ông nên thọ trì đọc tùng rộng nói rao bài kinh này, khiến cho cõi chánh pháp không đoạn tuyệt như trái lành gãi lành, ở trong đời vị lai thọ trì đọc tùng kinh này, ăn chữ thiên các ông phải nên ủng hộ. Trăm ngàn thiên nhân thương đó ứng sự an lạc vui vẻ, đời sau đường gặp chư Phật mau chứng đắc quả vô thường. Khi ấy Tư Hoại Bồ Tát và chư Thiên Long Vương, 28 Bồ Tát chỉ đại tướng liền từ nơi tòa ngồi đứng dậy đến trước Phật, nằm vóc gieo sát đất rằng như lời Thế Tôn dạy, chúng con sẽ vẫn làm đầy đủ bạch như vậy. Ba lần như lời Nữ Tôn dạy, chúng con sẽ vẫn làm. Tạng gì đại tướng quân bạch phần bạch đứng nơi tam muội trong đời sau, kinh này tự mình biên chép hoặc báo người biên chép, con sẽ cho 28 bộ quỷ thần thường ẩn hình theo giữ gìn ủng. Kinh người tiên văn đây được tiêu diệt rất lãnh nạn, thân tâm được vui vẻ an hồn, vui sinh đứng Thế Tôn chớ lo bây giờ.
giờ Đức Phật. Hiện tại thần lực mười phương như lượng thế giới lại đều chấn động sau cách khi ấy. Chư Phật rất hoan hỷ vì phó chúc kinh này. Bồ Viên A Tăng Kỳ chư Đại Bồ Tát cùng Đại chúng Ba Bồ Tát tình tướng kim cang kim tàng thường luôn buồn thương thanh đô thượng tứ thiên vương. Từ đó thân đạo tràng Bồ Đề địa thần kiến lao và tất cả thế gian thiên nhân A Tu La nghe Phật nói kinh này rồi đều phát tâm thần ở vui mừng đảnh lễ rồi lui ra. Nam mô Viên Mãn Tạng Bồ Tát. Nam mô Viên Mãn Tạng Bồ Tát. Nam mô Viên Mãn Tạng Bồ Tát. Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Lời chiếu kiến hồ quận giai không đồ như thế khổ anh xa lời tự sanh bất không bất gì sanh sanh đứng thì không không tức thì sắc thọ lương hành thức diện vụng như thế xa lời tự thị chư pháp bờ diện bờ ngẫu bờ tình bờ tăng bờ giam thì vô không trung vô sắc vô thọ tường hành thức vô nhàn nhị thi thiện thân im vị tu quá vô nhãn giới này chỉ vô y thân giờ vô vô minh diệt vô vô minh tầng này chỉ vô lào tự diệt vô tầng Bồ Đằng Di Vô Sở Đăng Cố Bồ Đề Đạt Đoại Bát Nhã Ba La Mật Đa Cố Tâm Vô Quái Ngài Vô Quái Ngài Vô Bố Hồ Cùng Bố Viện Ly Cô Ngân Niết Bàn Tâm Thế Chư Phật Nghi Bát Nhã Ba La Mật Đa Cố Đăng A Đậu Đa La Tâm Hiểu Tâm Bồ Đề Vô Tri Bát Nhã thì đại đăng chú thì đại minh chú thì cô đằng đẳng chú năng trừ nhân thiết cổ chân thiền phật ư cô thuyết bát nhà chủ đường thiên chú viên đề yên đế ba la yên đề ba la thắng yên đế bồ đề tát ba yết đề yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tát ba yên đề yên đế Di Đà Đô Bà Tỳ A Di Đà Đa Lân Đam Bà Tỳ A Di Đà Đa Tỳ Ca Lân Đế A Di Đà Đa Tỳ Ca Lân Đa Ya Di Ni Tế Đà Bà Nam Mô A Di Đà Bà Ya Đa Đa Ya Đà Ya Đà Điên Ya Tha Di Đà Đô Bà Tỳ A Di Đà Đa Lân Đam Tỳ Ca Lân Đế A Di Đà Đa Tỳ Ca Lân Đa Ya Di Ni Ya Ya Đa Chi Lệ Ta Ma Cầu phẩm
biện an à, nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi a di đà phật. Nam mô Nam mô An Lạc Thế Giới tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật chứng minh. Đệ tử chúng con thành tâm quy hướng Phật đài chí thành lễ Phật. Thanh tịnh ba nghiệp thân miền y phúng tụng đại thừa pháp bảo tôn kinh kim quang minh hiệp bồ và niệm Phật công đức chí thành dân hướng nguyện đem công đức lành này kỳ nguyện thế giới hòa bình chúng sanh an lạc mưa thuận gió hòa mùa mang thịnh vượng. Nguyện cho đại dịch Covid sớm được tiêu trừ, chúng con cuộc sống bình an, mọi người bớt lầm than khổ nạn. Nguyện cho mọi người ai qua vàng do bình khổ vinh sớm được vàng sanh thế giới an lành tiện tu đạo nghiệp. Lại nguyện kỳ siêu qua cô ứng linh trần tư kiệt pháp danh thiền minh phạm minh lực viết thô minh dùng hoàng ngọc minh hồng quỷ đình trương huệ như hiền Phan Thị Bụng Trung Vinh Tư Thanh Thế Quyền Thị Xuân Nghiêm Hoàng Trình Vò Vẫn Vui Tâm Lạc Quỳnh Thị Kim Trâm Tâm Dung Lê Khắc Trần Điền Đắc Trần Thị Ai Hành Nại Dương Tỷ Bé Tôi Thanh Tà Việt Hoàng Minh Đào Đỗ Thị Yến Ngọc Thiện Phước
Đào ngọc lân tịnh lan lê khắc hoàng ảnh ngọc tâm hồ di minh minh sanh lý minh châu trần ngọc được nguyên nghĩa huỳnh thì ngọc diệu sơn lê hồng lan lê tâm đàm ngũ bù minh trần thì anh trinh nghĩa khả an trần thị diệu diệu vị la lập thành thánh tâm thù để di gan ý nguyên thì anh nguyên thì hồng quảnh phước chuyên vũ thì mỹ nhật hoa dương thị nội lê thị hoa ta tâm huệ trần văn lan quang khai ngô thị đinh huyền tịnh phạm thì đáng như an trần nhất định nguyện thị đinh minh đà nguyện thị lãng minh hoa nguyễn tuấn kiệt lê thị báo đồng thiện quỳnh gia chinh phạm mạnh lý thị nguyện thị gái nguyên thuyết phan thị sen nguyên thái lê hoàng ngọc nguyên minh Hà Văn Hư Điện Tài Văn Minh Quang Hạnh Đới Tuấn Kiệt Tình Đào Nguyễn Văn Long Đào Nguyễn Sơn Thiền Bình Bùi Quảng Tính Quỳnh Tiêu Văn Từ Ảo Văn Hoa Thư Dương Thiện Đắc Lê Quy Toán Nguyễn Quân Đông Quê Thiện Hứa Thị Quỳnh Hoa Nguyệt Tịnh Lý Lưu Thị Thu Ngân Diệu Hà Bùi Thỏ Đà Nguyễn Thị Nho Đức Từ Nguyễn Trọng Nguyên Lữ Kim Thiên Quảng Hoa Lê Văn Tới Minh Nhận Minh Trần Thành Bùi Thành Vương Nguyễn Minh Công Thần Tuệ Đức Thông Đoàn Định Chương Nguyên Chi Bồ Đề Hạnh Nhân Nguyên Thiền Ngộ Bạch Tuyết Diệu Tuyết Ngô Thuyết Tâm Ai Phùng Mũi Thanh Duyên Nguyễn Thiện Từ Nguyễn Phi Nghi Hoàng Đình Dương Nguyên Chi Vũ Thị Hạnh Nhân Phan Văn Giáo Thiền Hạnh Trương Văn Thiên Đứng Thoát Nguyễn Văn Hay Võ Thị Kế Nguyễn Văn Thiêu Nguyễn Có Nguyễn Văn Dương Minh Đạt Lâm Thị Bông Diệu Hiền Nguyễn Huấn Nguyễn Ngọc Phước Nguyễn Thị Lâm Nguyễn Thị Liên Lê Hữu Độ Chánh Hiếu Lượng Trần Văn Cường Nguyên Trung Trần Danh Đồ Phạm Đi Lan Diêu Huệ Trần Danh Lai Thanh Tịnh Bê Thị Thành Tịnh Đức Trần Tĩnh Tuấn Minh Lạc Nguyễn Thị Tốt Diêu Thạch Nguyễn Văn Thàng Bế Văn Thâu Bế Văn Lân Bệ Phạm Phú Thanh Đăng Đăng Dương Linh Cùng Cụ Huyền Thất Độ Đa Sanh Quá Khứ Phù Màu Của Chúng Con Hà Sa Phạm Giới Tư sanh lùng đào thẩm loi cô hồn ngạ quỳ chiến sĩ trận vong đồng bào tự nạn trường nhờ tám bạo lực chư hương linh. Nghe kinh thịnh pháp liều ngộ vô thường phát tâm quy tam bảo cầu sanh tịnh độ. Hiện tiền đệ tử chúng con nghiệp chướng báo chướng quan chướng các chướng tiêu trừ hiện đời thân tâm an lạc phước huệ song tu trí tánh thường minh tâm bồ đề không thối chuyển phổ nguyện đàn na thiên nhà công phu công quả tăng trưởng phước điền pháp giới nhân thiên đồng thành Phật Đạo Nam Mô A Di Đà Phật từ quý Phật đương nguyện chúng sanh tàng trí tuệ như hài tự quy tăng thông lý đại chúng nhân thiên vô ngại chúng sanh vô biên thề nguyện độ phiền não vô tận đề nguyện độ xả chân xoa chân chút xíu và sau đó nghe tiếng khánh chúng ta cùng đứng dậy để lễ bái kinh Dược Sư.
Lạy Đấng Tam Giới Tôn Quy Mạng Mười Phương Phật, nay con phát nguyện lớn lễ bái kinh dược sư trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường. Nguyện chung có nghiệp chướng vô lượng kiếp đến nay, nhờ công đức lệ này các tội được tiêu sạch, các chướng được tiêu trừ, con đời đời sanh ra luôn được gặp Phật Pháp, chánh tinh phát tâm lành. Nguyện Tam Bảo từ bi độ chúng con thoát nạn, nguyện nạn dịch vụ hãn cùng sớm được tiêu trừ, chúng sanh sống an lành, mong Tam Bảo xót thương từ bi hằng gia hộ. Chi tâm đảnh lễ Nam Mô Phục Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật, Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát. Chi tâm đảnh lễ Nam Mô Thứ Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật, Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Mạng Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật, Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Thù Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật, Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Thất Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật, Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Lợi Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật, Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Nhược Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật, Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Hữu Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật, Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát.
Chỉ tâm đảnh lễ Nam Mô Tứ Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật Ngà Dược Hà Sư Hai Hồi Phật Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Chúng Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật Ngà Dược Hà Sư Hai Hội Phật Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Bậc Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật Ngà Dược Hà Sư Hai Hồi Phật Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Sô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật Ngà Dược Hà Sư Hai Hồi Phật Bồ Tát. Chỉ tâm đảnh lễ Nam Mô Bí Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật Ngà Dược Hà Sư Hai Hội Phật Bồ Tát. Chỉ tâm đảnh lễ Nam Mô Sô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật Ngà Dược Hà Sư Hải Hội Phật Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Ni Tiểu Tai Diễn Thọ Dược Sư Phật Ngà Dược Hà Sư Hai Hội Phật Bồ Tát. Chỉ tâm đảnh lễ Nam Mô Ô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật Ngà Dược Hà Sư Hai Hồi Phật Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Ba Tiểu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật Ngà Dược Hà Sư Hải Hội Phật Bồ Tát. Chỉ tâm đảnh lễ Nam Mô Sách Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật Ngà Dược Hà Sư Hai Hội Phật Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Ca Tiểu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật Ngà Dược Hà Sư Hai Hồi Phật Bồ Tát.
Chỉ tâm đành lễ Nam Mô Tiểu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật Ngà Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Ba Tiểu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật Ngà Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tư Tiểu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật Ngà Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Ca Tiểu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật Ngà Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Cập Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật Ngà Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Dư Tiểu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật Ngà Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tịnh Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật Ngà Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tịnh Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật Ngà Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Thiện Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật Ngà Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Nam Tiểu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật Ngà Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tử Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật Ngà Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát.
Chi tâm đảnh lễ Nam Mô Thiện Tiêu Tai Diễn Thọ Dược Sư Phật Nga Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát. Chi tâm đảnh lễ Nam Mô Nữ Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật Ngà Dược à Sư Hải Hội Phật Bồ Tát. Chi tâm đảnh lễ Nam Mô Nhân Tiểu Tai Diễn Thọ Dược Sư Phật Ngà Dược à Sư à Hải Hội Phật Bồ Tát. Chi tâm đảnh lễ Nam Mô Đẳng Tiêu Tai Diễn Thọ Dược Sư Phật Ngà Dược à Sư Hải Hội Phật Bồ Tát. Chi tâm đảnh lễ Nam Mô Hữu Tiêu Tai Diễn Thọ Dược Sư Phật Ngà Dược à Sư Hải Hội Phật Bồ Tát. Chi tâm đảnh lễ Nam Mô Năng Tiểu Tai Diễn Thọ Dược Sư Phật Ngà Dược à Sư Hải Hội Phật Bồ Tát. Chi tâm đảnh lễ Nam Mô Thọ Tiêu Tai Diễn Thọ Dược Sư Phật Ngà Dược à Sư Hải Hội Phật Bồ Tát. Chi tâm đảnh lễ Nam Mô Trì Tiêu Tai Diễn Thọ Dược Sư Phật Ngà Dược à Sư Hải Hội Phật Bồ Tát. Chi tâm đảnh lễ Nam Mô Bát Tiểu Tai Diễn Thọ Dược Sư Phật Ngà Dược à Chi tâm đảnh lễ Nam Mô Phật Tiêu Tai Diễn Thọ Dược Sư Phật Ngà Dược à Sư Hải Hội Phật Bồ Tát. Chi tâm đảnh lễ Nam Mô Trai Tiểu Tai Diễn Thọ Dược Sư Phật Ngà Dược à Sư Hải Hội Phật Bồ Tát.
Chỉ tâm đảnh lễ Nam Mô Giới Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật Ngà Dược à Sư Hải Hội Phật Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Hoặc Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật Ngà Dược à Sư Hải Hội Phật Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Kinh Tiểu Tai Diễn Thọ Dược Sư Phật Ngà Dược à Sư Hải Hội Phật Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Nhất Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật Ngà Dược à Sư Hải Hội Phật Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Niên Tiểu Tai Diễn Thọ Dược Sư Phật Ngà Dược à Sư Hải Hội Phật Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Hoặc Tiêu Tai Diễn Thọ Dược Sư Phật Ngà Dược à Sư Hải Hội Phật Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Phục Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật Ngà Dược à Sư Hải Hội Phật Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tam Tiểu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật Ngà Dược à Sư Hải Hội Phật Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Thụ Tiêu Tai Diễn Thọ Dược Sư Phật Ngà Dược à Sư Hải Hội Phật Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Trì Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật Ngà Dược à Sư Hải Hội Phật Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Học Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật Ngà Dược à Sư Hải Hội Phật Bồ Tát.
Chi tâm đảnh lễ Nam Mô Sư Tiêu Ta Diên Thọ Dược Sư Phật à, Dược à, Sư à, Hải Hội Phật à, Bồ à, Tát. Chi tâm đảnh lễ Nam Mô Dĩ Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật à, Dược à, Sư Hải Hội Phật à, Bồ à, Tát. Chi tâm đảnh lễ Nam Mô Thử Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật à, Dược à, Sư à, Hải Hội Phật à, Bồ à, Tát. Chi tâm đảnh lễ Nam Mô Thiện Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật à, Dược à, Sư Hải Hội Phật à, Bồ à, Tát. Chỉ tâm đảnh lễ Nam Mô Căn Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật à, Dược à, Sư Hải Hội Phật à, Bồ à, Tát. Chi tâm đảnh lễ Nam Mô Nguyện Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật à, Dược à, Sư Hải Hội Phật à, Bồ à, Tát. Chỉ tâm đảnh lễ Nam Mô Sinh Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật à, Dược à, Sư Hải Hội Phật à, Bồ à, Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Tiểu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật à, Dược à, Sư à, Hải Hội Phật à, Bồ à, Tát. Chi tâm đảnh lễ Nam Mô Phương Tiểu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật à, Dược à, Sư Hải Hội Phật à, Bồ à, Tát. Chi tâm đảnh lễ Nam Mô Cực Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật à, Dược à, Sư Hải Hội Phật à, Bồ à, Tát. Chi tâm đảnh lễ Nam Mô Lạc Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật à, Dược à, Sư Hải Hội Phật à, Bồ à, Tát.
Chỉ tâm đảnh lễ Nam Mô Thế Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật Ngã Dược à Sư. Hội Phật Bồ Tát. Chỉ tâm đảnh lễ Nam Mô Giới Tiêu Tai Diễn Thọ Dược Sư Phật Ngã Dược à Sư. Phật Bồ Tát. Chỉ tâm đảnh lễ Nam Mô Vô Tiểu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật Ngã Dược à Sư à Hải Hội Phật Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Lượng Tiểu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật Ngã Dược à Sư Hải Hội Phật Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Thọ Tiểu Tai Diễn Thọ Dược Sư Phật Ngã Dược à Sư Hải Hội Phật Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Phật Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật Ngã Dược à Sư Hải Hội Phật Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Sở Tiêu Tai Diễn Thọ Dược Sư Phật Ngã Dược à Sư Hải Hội Phật Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Thính Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật Ngã Dược à Sư Hải Hội Phật Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Pháp Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật Ngã Dược à Sư Hải Hội Phật Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Pháp Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật Ngã Dược à Sư Hải Hội Phật Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Nhi Tiểu Tai Diễn Thọ Dược Sư Phật Ngã Dược à Sư Hải Hội Phật Bồ Tát.
Chí tâm đành lễ Nam Mô Vị Tiêu Tai Diễn Thọ Dược Sư Phật Dược Sư Hải Phật Bồ Tát. Chí tâm đành lễ Nam Mô Định Tiêu Tai Diễn Thọ Dược Sư Phật Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Giả Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát Ma Ha Tát. Dưỡng sư quan đảnh chân ngôn Nam Mô Bản Già Bản Đề Về Sát Xà Lũ Rô Bế Lưu Ly Văn Lăng Bang Đàng Đà Yên Đa Gia Răng Đế Tam Hiệu Tam Phồn Đà Gia Đáng Điền Đà An Bê Sáng Thề Về Sát Thề Về Sát Xa Tâm Hồn Nam mô Bản Già Bản Đề Về Sát Xà Lũ Rô Bệ Lưu Ly Bát Lăng Bản Ra Xà Già Đăng Na Yến Na Già Răng Đến Đà Niên Đăng Về Sáng Thề Về Sát Thề Về Sát Xà Tâm Hồ Yến Đề Xóa Nam mô Bản Già Bản Đề Về Sát Xà Lũ Rô Bệ Lưu Ly Sa ya rang ra yên ra ya rang đề tam hiệu tam bồ đà ya rang niên tháng về sắc thề về sắc thề về sắc sa tam một nam mô bản gia bản đề về sắc sa lũ rô về lũ ly bản lăng bàn ra sa ya rang ra yên ra ya rang đề tam hiệu Điện năng về sắc thề về sắc thề về sắc xa tâm mồ miệng đế xóa nam mô bát gia đế về sắc xa lũ rô về lưu liên Bồ đà gia đang niên tháng bế sắc thề về sắc thề về sắc xa tâm mồ yên đề xóa nam mô bằng già đề về sắc xa lũ rô về ra xa gia đang đa yên đa già đang đế tám hiệu tám bồn đà già đang niên tháng bế sắc thề về sắc thề về sắc xa tâm mồn Nam mô Bản Gia Bản Đề Về Sắc Xà Lũ Rô Bề Lũ Ly Văn Lăng Bàn Ra Xà Già Đáng Na Yến Na Già Đáng Đề Tam Hiệu Tam Bồn Xà Đề Về Xà Xà Tam Mồ Yến Đề Thoa Hàng Giải Cân Giải Kết Giải Quán Kết Nghiệp Chướng Bao Đời Đều Giải Hết Rửa Sạch Lòng Trần Phát Tâm Thanh Kính Nay Đối Phật Đại Cầu Xin Giải Kết Dược Sư Phật Tiểu Tai Diễn Thọ Dược Sư Phật Tùy tâm mạng nguyện dược sư Phật Nguyện ngày an lành đêm an lành đêm ngày Thời thương an lành tất cả
xin nguyện từ bi thường gia hộ, nguyện ngày an lành đêm ngày sau thời thương an lành, tất cả các thời đều an lành. Xin nguyện từ thường gia hộ, nguyện ngày an lành đêm an lành, đêm ngày sau thời đều an lành. Tất cả các thời đều xin nguyện từ bi thường gia hộ. Nam mô Tiểu Tài Giáng Kiết Tường Bồ Tát. Nam mô Tiểu Tài Giáng Kiết Tường Bồ Tát. Nam mô Tiểu Tài Tường Bồ Tát. Ngày nay đã qua đời sống ngắn lại, hãy nhìn cho kỹ ta đã làm gì. Đại chúng hãy cùng tinh tấn thực tập hết lòng, sống cho sâu sắc và thành thơi. Hãy nhớ vô thường, đừng để tháng ngày trôi đi oan uổng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, chúng ta đã xong một ngày tu tập. Xin cảm ơn đại chúng rất nhiều và kính chúc đại chúng có một buổi tối thật an lành. Quý vị nào đang ở nơi đó là ban ngày thì có một ngày mới thật là bình an, và xin hẹn gặp lại đôi chúng ngày mai 10 giờ sáng giờ Ánh Minh Tinh tại tu viện Tây Thiên để tụng kinh Pháp Hoa. Ngày mai sáng chúng ta sẽ tụng kinh Pháp Hoa phẩm thứ 5, phẩm Dược Thảo Dụ. Xin cảm ơn đại chúng. A Di Đà Phật.